xưởng gỗ Mộc Lam Huy xin chào. Vâng, rất vui được gặp lại quý vị khán giả trên YouTube trong video lần này. Và hiện tại thì đang là 9 giờ sáng của ngày 29 tháng 11 năm 2019. Vâng, hôm nay thì Mộc Lam Huy chúng tôi đang chuẩn bị ra đây 4 bộ ghế với chất liệu gỗ tràm bung vàng tay 12 và mặt gõ. Vâng, thì chúng tôi đang chuẩn bị chuyển những cái bộ ghế này đi giao cho các khách hàng của Mộc Lam Huy. Và vâng, tiện thì chúng tôi sẽ quay lại một cái clip ngắn để gửi đến cho tất cả quý vị và báo giá cụ thể về những cái mẫu ghế salon này. Vâng, thì nói về chất liệu gỗ tràm thì phải nói là đây là một dòng gỗ làm trong phân khúc bình dân. Đó, gỗ bình dân. Trong khi đó mà ở Mộc Lam Huy thì chúng tôi phát triển những cái mẫu này, nó làm theo giống như những cái hàng gỗ đỏ cao cấp. Vậy đây là những cái kiểu dáng thiết kế chúng tôi làm nó rất là đẹp. Đó, nhìn rất là sang. Vâng, thì hôm nay thì Mộc Lam Huy sẽ báo giá cụ thể cho tất cả quý vị về những cái 4 bộ ghế này trong lúc chúng tôi đang lên hàng lên xe luôn. Vâng, đầu tiên đó là một bộ rồng tứ linh. Một bộ rồng tứ linh, đó là với cái đèn tó hai con rồng rất là lớn. Đó, hai đèn tó xin xi rất là lớn ở trên đây. Và dàn tựa là tựa tứ linh, lựa long lân quy phụng. Vâng, ở đây thì dàn tó thì có chiều cao là 28 phân, và dàn tựa thì có độ dày là 2 phân 2. Đó, và tất cả thì đều là mặt gõ hết quý vị nhé. Thì trên 6 món trong bộ sản phẩm này tất cả đều cái dàn mặt này đều dàn mặt gõ đỏ hết, một lá hết. Vâng, thì đây là một bộ có giá là 11 triệu 500 tại Mộc Lam Huy. Vâng, đó, 11 triệu 500 công khai giá hết quý vị. Vâng, thì đây là một bộ đầu tiên mà Mộc Lam Huy muốn giới thiệu đến tất cả quý vị khán thính giả trên YouTube. Vâng, lặp lại một chút thì đây là bộ rồng tứ linh có giá là 11 triệu 500 ngàn. Đây là giá mà ở Mộc Lam Huy chúng tôi đã sơn hoàn thiện và tặng kèm quý vị kính mặt bàn cũng như là miễn phí vận chuyển trong phạm vi là 40 cây. Vâng, và sơ qua lại một chút thì tất cả những cái bộ này đều là 6 món nhé. Thì một ghế băng dài, hai chiếc ghế nhỏ, một bàn và hai đôn. Thì chúng tôi phải công khai hết với quý vị như vậy. Vâng, tiếp theo thì Mộc Lam Huy xin giới thiệu đến tất cả quý vị đó là hai bộ mân quốc đào, tiếp tục với chất liệu là gỗ tràm bung vàng, và đó là hàng cột 12, tay 12, chân 12. Và vâng, thì cũng tiếp tục là 6 món. Vâng, ở đây thì mời quý vị cùng theo dõi cái dàn tó đào. Đây là dàn tó đào đục tay trên bộ mân quốc đào với chất liệu gỗ tràm tại Mộc Lam Huy. Ở dàn tựa thì chúng tôi đục tựa chữ phúc lộc thọ phú quý. Và đây là cái mẫu mà bên Mộc Lam Huy chúng tôi bán rất là chạy trong phân khúc salon hàng trung bình. Đó, chất liệu gỗ tràm. Phải nói là cái bộ này khách hàng rất là ưng và khách hàng cũng không ngần ngại dành thời gian để chờ đợi chúng tôi sản xuất ra những cái bộ ghế này. Đó. Và trước khi đi giao hàng thì ở Mộc Lam Huy chúng tôi thì sẽ có lau dọn thật là sạch sẽ cho quý vị và có chà nhám hết cả mặt tay bên dưới luôn. Đó. Vâng, để đảm bảo là các sản phẩm của chúng ta về thì chúng ta chỉ việc kê và sử dụng thôi, không có việc gì phải suy nghĩ cả. Vâng. Vậy là đã chi tiết sơ qua cho quý vị về cái bộ ghế này. Và giờ xin báo giá luôn để cho quý vị yên tâm. Đây là một bộ ghế có giá rất là rẻ tại Mộc Lam Huy. Thì đây, bộ này có giá hoàn thiện chỉ có 9 triệu 8 thôi. Giá thì tất nhiên rồi, cũng là sơn hoàn thiện tặng kèm kính mặt bàn cũng như là miễn phí vận chuyển 40 cây. Còn ở riêng thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi miễn phí cho quý vị là 3 quận nhé, Thủ Đức, quận 9 và Bình Thạnh. Vâng, tiếp theo thì bộ bên cạnh ở đây cũng là một bộ mân quốc đào tương tự. Đây là bộ chúng tôi cũng chưa có vệ sinh, thì quý vị hãy thông cảm. Ở đây chúng tôi chưa vệ sinh
cho nên lớp bụi nó còn khá là nhiều. Cho nên là tôi cũng không có quay nhiều về bộ này đâu. Thì đây cũng là bộ tương tự giống như bộ bên đây, lau ra là sạch sẽ như nhau. Cũng là một bộ giá 9,8 triệu. Vâng, thì nói về gỗ tràm tại Mộc Lam Huy thì những cái sản phẩm gỗ tràm thì chúng tôi lưu kho rất là lâu. Chúng tôi lưu kho cho gỗ nó khô, nó co rút hết thì chúng tôi mới sơn, để đảm bảo là các sản phẩm về tới nhà quý vị là sẽ không có tình huống nứt xé hay là co rút nữa. Vâng, vậy nên thì ba bộ chúng tôi đã quay được cho quý vị coi là ba bộ rồi. Và còn một bộ cuối cùng thì đây là chính là bộ Tam Sư, hay còn gọi là bộ Nghê Phú Quý tại Mộc Lam Huy. Vâng, thì đây cũng là tiếp tục là một bộ cột 12, tay 12, chân 12 và tiếp tục là 6 món. Bao gồm một ghế băng dài, hai ghế nhỏ, một bàn và hai đôn. Vâng, tiếp tục thì đây chính là bộ ghế mà chúng tôi cũng chưa có vệ sinh. Vâng, phải nói thẳng thắn với nhau là như vậy, bộ ghế này chúng tôi cũng chưa có vệ sinh. Thế cho nên là lớp bụi vẫn còn khá là dày. Và nhìn quay qua video thì như quý vị thấy là nó có cái độ mờ mờ. Chứ còn nếu mà lau sạch sẽ lên thì nó rất là bóng nhé quý vị nhé. Đó, phải nói thẳng thắn với nhau là như vậy. Vâng, thì đây cũng tiếp tục là một bộ ghế mà phải nói là khách hàng rất là ưng ý. Chất liệu gỗ thì rất là ok, gỗ nhóm 3. Và kiểu mẫu đẹp, sơn đẹp, giá rẻ. Những mẫu salon gỗ tràm tại Mộc Lam Huy thì chúng tôi bán rất là chạy. Một tuần đi không bao giờ dưới 10 bộ. Đó. Và riêng trong ngày hôm nay không thì cũng đã đi 4 bộ rồi. Đã đủ thấy, quý vị thấy là chúng tôi bán mức độ như thế nào. Vâng, thì xin được báo giá luôn với quý vị. Đây là một bộ có giá là 10,8 triệu. Vâng, giá 10,8 triệu tại Mộc Lam Huy. Vâng, tất nhiên rồi, trước khi đi giao hàng thì nhân viên chúng tôi sẽ chà hết tất cả cái mặt dưới cho quý khách, để đảm bảo là chúng ta sử dụng nó không có bị thô, không có bị chảy xước chỗ nào cả. Vâng, về cái form ghế thì chúng tôi cũng phải nói luôn, đó là cái form ghế này là form ghế chuẩn của cột 12. Thì dù nó là hàng Minh Quốc Đào hay là hàng Tứ Linh hay là hàng Nghê thì là cái form nó cũng như nhau. Nó chiều dài của nó là 1m93. Nó chỉ khác một cái là chiều cao, thì 1m15 đối với Đào và 1m25 đối với hàng Tứ Linh thôi, chứ không có khác gì quá nhiều. Về form độ rộng độ sâu như nhau. Vâng, một lần nữa thì đây là cái clip mà Mộc Lâm chúng tôi quay và giới thiệu đến toàn thể quý vị về 4 bộ ghế. Vâng, thì cả 4 bộ ghế này đều được chất trên chiếc xe 51C40331 và được giao cho tất cả quý khách hàng trong ngày hôm nay, tức ngày 29 tháng 11 năm 2019. Một lần nữa thì Mộc Lam Huy xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này. Và cảm ơn tất cả các khách hàng đã tin tưởng và dành sự ủng hộ cho Mộc Lam Huy. Một lần nữa thì Mộc Lam Huy xin chào và hẹn gặp lại ở những clip lần sau.